Xin chào quý thính mến, hiện tại thì em Cái đang ở cái nhà của mẹ em già. Cũng đang trời mưa rất là to. Thì không biết là thế nào thì em già cũng chạy sang cái chỗ em bán hàng đấy ạ. Cũng khóc lóc, cũng bảo là em Cái lên đây có chút việc để nhờ đấy em Cái ạ. Không biết là việc gì, đang trời đang mưa nhưng mà em Cái cũng tranh thủ trời mưa vào đến đây. Lúc mà qua điện thoại thì cứ nói chuyện bảo là em già chạy sang đấy thôi. Cũng nhờ em đến cũng gọi cho ấy. Không phải là em già gọi cho em Cái. Đây, trời đang mưa rất to. Chạy vào trong đấy là có gì để nhờ đến. Mưa cái kiểu này thì nó cũng lâu mới tạnh được nhá. Đây vừa là nhìn mặt trời đang rất là nắng, cũng nắng nhưng mà cũng mưa kiểu nhiều lại là mưa phùn đấy. Bây giờ đường thì rất là trơn trượt, và ví dụ hai bố con đang ở bên dưới này thì đoạn đường đi vào bên trong thì rất là khó đi. Nhưng mà từ sáng đến giờ, bây giờ cũng gần trưa rồi. Đến đây cũng gần là thì cái này đường đi mình cẩn thận đi, không lấy bộ quá em Cái vào và cũng quên cái ổng luôn. Cái ổng vào thì nó sẽ an toàn hơn nhiều. Vào em Cái vào đến cái chỗ mẹ của em già thì cũng là không thấy đóng cửa, thế là không ai ở nhà, nghĩa là có chuyện gì thì chú đến cũng ván cháu trả thì cũng ăn. Hôm nay chắc cũng là bận đi đâu rồi. Đi bên nhà bác thì thế nào cũng khóa cửa giúp thì thấy có ai. Đường là đi vào cái chỗ này khó thật, là mưa thì cần cả còn khó hơn nữa mà. Đây. Ừ. Có không khí là bên trên đóng cửa là không khí em già có ở cửa đây. Ủa. Đây đấy không lắp đi. Ủa. Em già ơi. Ủa. Em bị sao ấy? Nhà bị em hỏng. Nhà hỏng ra? Ừ. Ủa. Điện. Bị à, lúc em mà ra cái nhờ em bán hàng bảo là anh vào đây nhờ cái, nói ra là nhà mình hỏng hết hả? Vâng. Ồ, bị gió phải không? Vâng. Đây em Cái thấy cái chú gần khu em Cái cũng có mấy cơ gió qua đây này. Ô hô, bị tóc ra phải không? Vâng. Ước, cái này lại đổ ra? Đổ ra. Ồ, ướt hết phải không? Vâng. Còn cái góc bên này thì kể cả cái chú bếp này bây giờ ướt hết rồi, đang vừa mưa to thế này. Thì lúc em chạy sang đấy cũng có em đấy gọi điện ấy, thì chắc em cũng nhờ em đấy gọi điện cho anh phải không? Vâng. Lúc qua cái điện thoại này, em Cái nghe thì chị nghe được em bán hàng bảo là em già nhờ em Cái đến đây có chút công việc. Hóa ra chắc là mới vào đến đây biết là cái túc liều của cháu em già hai bố con đang bị tuột ra thế, có gió chắc nó... Bây giờ làm thế này mình sửa thế nào em? À, cái này nên sửa như thế nào ấy? Có tuột đi không? Cái chỗ này là thêm một cái hướng gió lùa vào đây nhé các bác ạ. Cái hướng gió này từ bên này, vì ở bên dưới này cũng có cái khe hở ấy. Đây, những cái cây ngô này đang cũng vênh hết rồi. Đây, đang vừa mưa ấy là hai bố con đang ở đây cũng là như thế nào đó. Bác ạ. Hôm trước vẫn có cây nền nệt ra mà em. Nó tuột ra. Vâng. Thế này. Những cái miếng bạc tút lèo như thế này nó cũng không thể đảm bảo được nhé cô bác ạ. Gió vào to một tí hoặc là mưa to một tí có thể nữa. Mưa nó đèn xuống nó cũng lún xuống rồi. Bây giờ đã như thế rồi thì chắc cũng không biết phải làm thế nào để hỏi em già là cái hướng khác gì đấy. Dự tính là thế di chuyển sang nhà mẹ ở hay là lại tiếp tục trở lại ở đây. Thế này thì cũng không biết là bây giờ vợ cũng bỏ đi rồi, chỉ có một hai bố con thôi. Em ơi, bây giờ trời đang mưa như thế này không biết phải nên sao sửa như thế nào. Thì anh bảo em ấy, bây giờ thì trời cũng đang mưa như thế này, con thì cũng không nên lấy ra ngoài ấy, kiểu như là đi vừa đi sang nhà mẹ nữa. Thì nếu mà ví dụ cái túp lều ấy, cái miếng bạc như em như thế này, hai bố con có thể mình đi sang nhà mẹ ở được không? Nhưng mà sửa lên thì nên cái lối cho ở bên sửa thì cũng chỉ, bây giờ nhớ cũng chỉ muốn đặt ra nhớ.
Tức là em già bảo là thực sự cái này em cái không biết, vì nhiều mông mình đã tách ra ở riêng rồi thì đã đi ấy, kiểu như khác có nhà riêng, bây giờ đi ở lại với mẹ thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà em già bảo là vẫn có một câu thì mình hay kiên niệm kiểu như là đã ở riêng về ở trong gia đình nó lại không được là tốt lắm, kiểu như là anh em này người ta cũng nó và là đã đi đã tách đi ở riêng rồi tự làm chứ bây giờ mà lại việc gì mà cứ về là phiền với gia đình mẹ. Em cái cũng bảo em già nhá, hai bố con mình túc liều như thế này không đảm bảo thì sẽ lại đi ở rộ đồn đấy, đồ đã đi ở với mẹ ấy, thì em bảo em không đi. Thế bây giờ tính ra em nói thế này không đi ở với mẹ được à? Thôi em để với mẹ. Thế nữa em lấy sửa nhà. À, tức là cứ sửa lại ở xong à, hai bố con cứ ở đâu thôi. Vâng. Nhưng mà ví dụ như thế này mưa to bây giờ nhá, vừa mới một cơ báo thôi, nó bình thường thôi, nếu mà mưa càng to nữa thì ở như thế nào? Mưa càng to thì mình cứ ở dưới thôi, mình đánh một cái bên nghĩa bà ngủ xuống đấy. À, ở đây em già nó bảo là cái góc chỗ này ấy, chắc là mưa to quá mình kéo xuống không là ở cái góc này thôi. Đây này, chỗ dừa này ở đây cũng gần ước mưa hay trột vào sao nhỉ? Mưa nó ở đây, rồi thế thôi. Ừ, vừa ở đây thôi. Đây ạ, thực sự là cái cảnh mà hôm nay vào đấy, đây đang mưa thế này cũng không biết là nên giúp em già như thế nào. Thế ạ, gõ vào đấy thì kiểu như là nhờ đến cái chuyện bây giờ nhà cửa, đây là kiểu không phải nhà mà một cái túi lều rách nang thế này rồi, anh cũng không biết là nên giúp em sửa sang như thế nào hay làm lại như thế nào. Vì cái này nó cũng không thể đảm bảo kiểu như mình cũng không ở lâu dài được, nó chỉ tạm thời một thời gian thôi em ạ. Con còn nhỏ nữa, đây này, con còn nhỏ nữa, đi cả con nữa. Bây giờ thế đang ước hết như thế này, cháu có làm cái gì đó cho cháu ăn không? Thế nên là cháu gà cho. Thế là cháu gà cho cháu ăn thôi. Em thì lỡ rồi, em nghỉ nghỉ đó. À, tức là em sẽ nghỉ đó. Ước hết củi, ước hết thì mình không nấu cơm, mình nghỉ đó luôn. Thế bây giờ mà đang mưa, cứ mưa dần như thế này ấy, em bảo là không đi sang đấy được thì mình sửa lại kiểu như cứ kéo tạm ở đây nhá. Thế này đang mưa thế này, miếng bạt thì cũng rách rồi, tuột ra kiểu cũng rách đây rồi, rách hết rồi em già. Bây giờ ở đây kiểu thì nó cũng tuột ra như thế này cũng hỏng rồi, bây giờ thỏng rồi thì trời cứ đang mưa như thế này ấy, không ở được thì anh bảo em đi ngồi đây thì hai bố con em có thi là mình có thể dọn đồ hoặc là đi lên nhà mẹ cũng xin mẹ mình ở tạm thờ đấy một hai hôm, xong rồi có miếng bạt nào này xong mình về sửa lại kiểu như về sẽ ở đấy sau nhá. Bây giờ đang mưa như thế này sửa sang nó cũng không biết như thế nào, bạt nó cũng thủng hết rồi mà thôi, lúc nào em có cái thì ngày mai em, nhưng mà em không có tiền em đi mua bạt. Ờ, không biết là nhà mẹ em có không? Có thì mình, không mượn, có. Mình mượn một cái, tức là một miếng bạt này. Xong mình có thể quay phụ lên bên trên này. Vâng. Đây, hôm nay thì em cái vào thì thấy cái thuốc liều. Thực sự là cô bác nhá, bây giờ mùa này thì mưa lại to, càng ngày càng to, lại có báo nữa cơ. Có gió. Có gió như thế này, nhưng mà ở như thế này cũng không ổn. Kiểu như là anh, hiểu hướng của anh ấy, anh tính ra là nếu mà mẹ bàn với mẹ này hoặc em trai không là nhất trí được thì mình cứ đi vào đấy ở, vì hiện tại là vợ con hay nó cũng vợ cũng bỏ đi rồi mà hai bố con cũng ở như thế này cũng không yên tâm ấy. Lúc đấy anh lên trên đấy thì thấy mẹ nó cũng không ai ở nhà, đóng cửa hết, rất là đi đâu rồi. Thì bây giờ đồ đạc này, đồ đạc của em già thế, cô bác em cái lấy vào thì gạo thì thấy một bao, hôm trước là có một nửa bao nó ăn hết à? Một nửa kia em đi cho mẹ, lúc nào em ăn thì em lại về, lấy về. Tức là gửi đi, gửi nhờ đấy phải không? Vâng. Gửi nhờ nhận bên nhà mẹ. Bây giờ bên này cũng rất là khó nên các bác ạ, nên làm sao bên ngoài này cũng là cái cỏ vo cái chỗ này này, nên mưa hay tập hay hớp vào nhá. Em già anh bảo em nhé, bây giờ con này đang như thế này, có mưa thế này thì nó lấy cái mú cái gì cái nóm này để cho con đổ ra nhá. Hay là nấu nấu cháo ơi. Bây giờ cao cháu đang khóc, đang chắc là như thế này mình nấu cháo gà cho con chứ không? Ôi dồi, đang mưa thế này kiểu như các con thì cũng cho mú để đổ ra thì việc lấy ra ra ngoài thì cũng sợ bị cảm ấy. Thế này em phải cho cháu đổ mú ra chứ phải không? Vâng. Định là con là như thế này rất là khổ, bây giờ như cái đồ đạc bên trong này vào đây cái chất liệu của hai bố con ướt hết.
Nhưng mà không, chỗ này nấu cơm ướt thế rồi di chuyển ra, biết về đun nấu ở đây. Đun nấu ở đây chắc có được không? Được. Mình lấy ra kiểu như là đun ít nước để làm cháo cho con ấy. Lấy ra để nấu cháo. Nấu cháo cho con trước. Còn ở bên đây ướt hết rồi đây. Chỗ này ướt hết. Bên này con sẽ sửa ra như thế nào thì kéo ra, nhưng mà toàn là những dai vải ấy. Đây nhé các bác ạ, những cái dai vải dai thường này nó tập kéo mình có thể vừa nắng mưa nó tầm 2 tuần nó có thể đứt ra, gió vào nó tuột ra thì nó dập mưa ấy, nó đứt ra. Mà cũng chắc là gió vào xong cái cây này nó mới đổ vào không? Cái chỗ này nó hỏng rồi không? Vâng. Bây giờ hỏng hết đây, đồ đạc đi. Cái thao này chúng ngủ mai cũng rất là mai mà cái chúng ngủ của cháu hai bố con đây, đây nhìn thấy đứa con đây chắc là đây cháu bây giờ đang bị cống quên như thế cháu không khóc à? Lớn đi lớn đi lớn rồi đây đang chỉ tay vào đây về thế này vào cho con xuống đây để cho lấy cháu xuống để cho anh bé đi đây. Ở đây đang mưa quá, bỏ áo mưa ra. Lát nữa thì trời nó mưa nó bé, nó xong thì sẽ giúp em già kéo lại cái miếng bạc sao đi. Ủa, đang rất là khóc này. Thì các bác thấy cảnh này. Thì đứa con khóc thì chắc em già cũng chịu được rồi thôi. Thế em, anh lúc nào anh xuống đây anh vội quá, anh không để ý xem là thì bên chả có khu ở, khu ở nhà, khu không để ý cái túi lều của cháu chả nó có bị sao không nhỉ? Em ở đây em không biết. Em không lên trên đấy hả? Không lên trên đấy biết kiểu như cái bạc thì nó cũng hay tuột ra nhá các bác ạ. Vì cái chú của chả nó cuốc một tí, nó có cái cây tre này, nó có một cái chú góc ở cái cây chúa nó cũng che qua, nó không theo cái hướng gió lùa vào. Nếu mà có thêm cái chú hướng gió lùa như em già thì nó dễ rất là thoáng như thế này. Nó bảo kiểu gì nó cũng sẽ hai bên ấy, từ hai nóc bên này bên này. Thôi cháu đang khóc quá thì em nhóm hết xong là làm cháo gà ấy, cho con ăn nhá. Đang đói bụng à? Ủa? Đi, con vẫn đang đói bụng á? Ừ, bị hô đấy. À, cháu lại bị hô? Ừ. Thế mua thuốc vào chưa? Không có tiền không mua. Nếu mà anh bảo em nhé, cháu đang mưa như thế này, đang chuẩn bị ho là đói bụng thế này, mình cũng đưa cháu đi khám, không nên chủ quan ở nhà nhá. Thế nhìn thấy cháu đang khóc, chắc là mẹ đang đò bú sữa này, đau bụng đấy rồi. Cạnh là đang không biết gì mà đang mưa thế này, cũng biết phải đi thế nào nữa. Thế bây giờ cháu toàn là khóc như thế, tầm bao lâu cháu mới không khóc? Nó khóc cả ngày cả đêm. Cứ khóc cả ngày cả đêm á? Lúc nào mà kiểu như cái bụng nó đỡ không đau nên không khóc à? Hơi cứ cứng thế nhở? Ừ. Chắc là nếu mà nên mua thuốc gì thì trẻ con thì cũng ai nên phải đi khám trước để biết thôi. Bảo em già thôi, nhưng mà đang ở lúc này em già mà cũng rất là khó khăn, cũng không có tiền để đưa cháu. Tức là đi vào viện thì cũng không mất tiền đâu, chả có lại tiền để mình sinh hoạt đấy. À, hai bố con đi thì mình cũng phải tiền mua xà phòng này, coi như là cái thao này, các nước thôi, các thứ bên ngoài. Giúp cháu tí nhá. Thôi em à. Anh vào đây anh em bảo thế, bây giờ cái túi lều đang thế là anh lúc mà anh kéo sủi sửa một tí xong anh còn lên nhà trả ấy. Xong là hai bố con em bây giờ cháu đang bị ho như thế, không đưa cháu ra ngoài nhá. Ừ, đưa ra ngoài không biết là nó bị chống mưa ấy, dập mưa xong lại uống ấy. Thôi bây giờ cháu có em già cũng đang con có khóc đấy, thì em cái lên đây thì lúc em già kéo nốt cái này cam ấy, sửa nốt hộ em đấy xong là thì chỗ nào hỏng ấy để mai kia có khi là mẹ em già ai có thì mỗi một cái miếng bạc vào thì mình sẽ kéo lại thì chú nào hỏng thôi. Còn thuốc cháu mai anh sẽ vào thì mua miếng bạc vào mà hai gói cứ anh thì cũng biết, nhưng mà mình sẽ hỏi bác sĩ bảo là các cháu hay đau bụng thì như có khi là bị có run sáng hay thế nào ấy. Thì trẻ con mình ở đây thì cũng hay có run ấy. Thôi bây giờ cứ nấu đun nước để cho cháu uống nhá. Vâng. Còn ở đây không được thì trời mưa nào tạnh ấy thì đi lên nhà mẹ ở tạm đấy nhá.
bây giờ chắc em cái cũng xin lên lên nhà em trả. Lúc đấy vào vụ quá mình cũng không xem cái túi liều của cháu trả như thế nào. Lúc đấy thì em già cũng nhờ em bán hàng thì gọi em tái vào có việc nhờ, kiểu như không biết thế nào em tái đi vào thì chú em già cũng rất là vội rồi cũng không vào đấy chú em trả đấy. Cháu ơi đâu rồi nhở? Chắc mưa lại đi làm đâu hay là đi đâu xong mà lại đóng cửa hết rồi, lấy cái miến này đây này xem nào. Bên trong này nó có bị sao không? Đang có mưa thì chú của em trả thì nó không đứng và nó làm cái túp lều kiểu như ở cái hướng này không đúng cái hướng gió nó lùa vào ấy. Thế hướng gió vào thì ở đây nó có cái tre cái ổ ở đây nhá, nó cuốc ra xong cái đầu bên kia nó gió vào thì nó cũng có thể qua rồi. Đi xong bên kia bên ngoài xem là có chỗ nào nó bị hỏng không. Đây này cái chỗ này nó không vấn đề gì đâu, trước kia mình cái chiếu để phụ lên bên trên này, bên trái sẽ đi xuống dưới đem lại kiểm tra chả đi đâu rồi, không gọ thì cũng không thấy ở nhà, chắc không phải là lại đi lúc là bác trai với bác gái đi lấy rau lợn hay sao rồi. Vì ở đây cháu chả cũng lấy mấy cái hòn đá thì mình nẹp đấy, nẹp lên trên này xong còn cái chỗ cháu chả đây cái hướng này xong mình lấy cái cây đây coi như là nẹp qua rồi, nẹp qua như thế là nó có thể giữ được cái phần một đỡ được một phần là gió nó vào ấy, mà cái của em chả thì cái hướng này em cái mình cũng làm thêm cái góc trái vào, gió vào thì nó cũng không giống như cái chú em già ấy, em già thì kiểu như là làm nó không có cái góc trái không có miếng bạc đâu, quay như thế này gió vào thì nó mới tóc qua thôi. Vào một vòng đây này không thấy cháu chả đang ở trong túp lều, chắc là đi giờ lại đi giúp bác làm lấy rau lợn hay là đi đâu thì không biết, nhưng mà chủ yếu là vào cũng xem cái chú em già nó trượt ra cái chú túp lều của cháu chả vẫn không sao nhé các bác ạ. Bên này cũng đang kéo rất là cao rồi, trước em cái cũng vào đây lúc cháu chả kéo cao xong rồi, bây giờ trời cũng rất là mưa này, đường thì cũng trơn nên chắc là trời này cũng muộn đấy, em cái còn về đấy, em quay phim còn đi lên đi vào chắc em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.